Xin trân trọng kính chào quý ông bà, anh chị em trong hội thánh của Chúa. Đức Chúa Giêsu khi còn tại thế thì Ngài đi giảng tin lành. Và khi Ngài đi giảng tin lành thì Ngài thường hay dùng ví dụ và ẩn dụ. Những ví dụ và ẩn dụ đều có chứa một cái chân lý thuộc linh. Tại sao Chúa Giêsu hay dùng ví dụ và ẩn dụ để có thể giảng dạy lời của Ngài? Vì những ví dụ và ẩn dụ là những vấn đề rất thường đã xảy ra trong cuộc sống và người ta nghe và hiểu được lời của Chúa. Tuy nhiên, những người chỉ nghe những thí dụ và ẩn dụ mà không tìm hiểu thêm thì chỉ dừng lại ở đó. Nhưng có một số môn đồ và dân chúng họ đi theo Chúa Giêsu và hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của những ví dụ đó. Và Chúa đã giải thích những ý nghĩa đó và những người đó có cơ hội để có thể tiến sâu hơn trong sự nhận biết Chúa. Chúa Giêsu đã dùng rất là nhiều thí dụ và ẩn dụ ở trong các thí dụ đó để rao giảng tin lành. Và sáng hôm nay chúng ta giới hạn về những cái ví dụ Chúa nói về nước thiên đàng ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 13. Đây chỉ là phần thứ nhất của bài giảng. Và phần thứ hai chúng tôi sẽ hẹn Hội Thánh Chúa một cái tuần khác để có thể chia sẻ thêm những ví dụ của Chúa về nước thiên đàng. Như vậy, nước thiên đàng ở đây Chúa nói là gì? Có phải là nước thiên đàng ở trên trời hay không? Chúa Giêsu muốn chúng ta rao giảng về nước thiên đàng. Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Như vậy, nước thiên đàng Chúa muốn nói đến ở đây đó, tức là đạo của Đức Chúa Trời. Trong một ý nghĩa hẹp hơn là đạo của Đức Chúa Trời đang đến gần người nghe để họ tiếp nhận bởi sự ăn năn mà được cứu. Và khi người ta tiếp nhận thì người ta đã tiếp nhận nước thiên đàng cho chính mình. Người Pha-ri-si đã từng hỏi Chúa Giê-xu rằng nước thiên đàng ở đâu? Chúa Giê-xu trả lời rằng nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng ở đây, ở đó, mà nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Như vậy, nước thiên đàng cũng chính là vương quốc thuộc linh của Đức Chúa Trời ở trên đất này, thuộc phạm vi cai trị của Ngài trong ý nghĩa hiện tại là những tấm lòng của chúng ta, là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, nghĩa là cộng đồng của những người tin nhận Chúa hay là hội thánh hữu hình của Ngài. Học biết các ví dụ về nước thiên đàng để tìm biết các lẽ thật ở trong lời của Chúa và chúng ta tìm được phước trong sự tìm hiểu đó. Hôm nay chúng ta học với nhau đề tài ví dụ về nước thiên đàng phần thứ nhất ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, từ câu 1 cho đến câu thứ 5-12. Chúa Giêsu nói đến 7 cái ví dụ và tôi gom lại là 5 phần để cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của các ví dụ đó. Thứ nhất là ví dụ về người gieo giống, là kết quả thực sự của nước thiên đàng. Nước thiên đàng giống như một người đi ra gieo giống, và hạt giống thì rơi vào 4 loại đất khác nhau: đất đường đi, đất đá sỏi, đất bụi gai, đất thịt. Và Chúa đã giải thích ví dụ này khi các môn đồ không hiểu và hỏi Chúa. Ở đây chúng ta biết rằng tức là bối cảnh của xứ Palestine thì người ta trồng lúa không phải là trồng lúa nước giống như ở Việt Nam chúng ta, mà là trồng lúa giống như ở trên miền cao, tức là đi ra gieo giống và nhờ mưa trời mà thấm tưới. Như vậy, hạt giống khi quăng ra thì nó sẽ rơi vào ở trên đường đi, nó rơi vào đất đá sỏi, nó rơi vào đất bụi gai và nó rơi vào đất thịt. Và ở đây nói đến đạo của Đức Chúa Trời là hạt giống được gieo ra và kết quả ở trong tấm lòng của người nghe. Ẩn dụ này minh họa sống động về những người nghe đạo tiếp nhận, mang danh là tín hữu, nhưng có thật sự kết quả cho Chúa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Ba loại đất đầu tiên nói về nước thiên đàng là đạo của Đức Chúa Trời trải rộng khắp nơi với 3 lớp tín hữu, có số lượng rất đông nhưng không có chất lượng. Thứ nhất là tín hữu chưa thật sự là tín hữu, là đất trên đường đi. Hạt giống rơi trên đường đi thì chim xà xuống và ăn lấy. Mới chỉ nghe đạo thôi, chưa tiếp nhận Chúa, thì tức là tín hữu hữu danh vô thực.
Một loại đất thứ hai là đất đá sỏi cũng như đất bụi gai, là thì đó là những tín hữu yếu đuối xác thịt. Và loại đất thứ tư mới thực sự kết quả cho Chúa là một hột ra 100 hoặc 60 hoặc là 30. Chúng ta sẽ xem Chúa giải thích từ câu 18 đến câu 23. Các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Như vậy đạo của Đức của Chúa Trời rao giảng ra thì có nhiều người tiếp nhận, nhưng mà có những đời sống tín hữu yếu đuối, nguội lạnh trong đức tin, và đạo vì thế mà nghẹt ngòi không có kết quả. Nhưng chúng ta phải nhờ ơn của Chúa có một tấm lòng mềm mại để tiếp nhận lời của Chúa, và lời của Chúa nảy mầm ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có kết quả cho Chúa. Tín hữu phải sinh ra bông trái thánh linh, sinh ra bông trái lành, có kết quả gây dựng công việc của Chúa phát triển và đem nhiều người về với Chúa, cùng gây dựng họ lớn lên ở trong Ngài. Như vậy tấm lòng của chúng ta đang là loại đất nào? Trên đường đi, đất đá sỏi, đất bụi gai hay là đất thịt kết quả cho Chúa? Điều thứ hai, ví dụ thứ hai là ví dụ về lúa mì và cỏ lùng. Nói đến tính kiên trì và sự phân định của nước thiên đàng. Nước thiên đàng giống như một người kia gieo giống tốt là lúa mì vào ở trong ruộng của mình. Nhưng khi người ta ngủ, người ta không cảnh giác, thì kẻ thù nghịch đã lén gieo giống xấu là cỏ lùng vào ở trong ruộng ấy. Cả hai cùng lớn lên. Các kẻ tôi tớ nhìn thấy cỏ lùng và nói với chủ rằng: chúng ta không có gieo cỏ lùng mà tại sao nó mọc lên ở đây? Xin chủ cho chúng tôi nhổ cỏ lùng đi vì nó choáng đất vô ích. Thì chủ không cho phép. Vì cỏ lùng và lúa mì rất là giống nhau, dễ bị nhầm lẫn. Rễ của cỏ lùng và lúa mì nó đang xen vào nhau. Nếu mà nhổ cỏ lùng thì đôi khi lúa mì nó cũng bật gốc đi lên theo luôn. Cho nên phải kiên trì chờ đợi đến mùa gặt. Lúc ấy phân định rõ ràng, lúa mì thì kết hạt, còn cỏ lùng thì không. Thợ gặt sẽ gặt lúa mì đem vào kho và đốt cỏ lùng trong lửa. Chúa Giêsu đã giải thích ví dụ này từ câu 36 đến câu 43. Ngài đáp rằng kẻ gieo giống tốt là con người, là Đức Chúa Giêsu. Ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, và con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai hãy nghe. Chúa giải thích ví dụ là như vậy. Như vậy, ở đây cỏ lùng không ám chỉ về đạo đức. Tất nhiên những người theo Chúa phải có đời sống đổi mới, đời sống được tái sinh, thì nếu không họ cũng bị hư mất. Nhưng họ không phải là cỏ lùng. Những tín đồ yếu đuối không phải là cỏ lùng.
Vì những người đó sẽ được Chúa thăm viếng và khiến cho họ được mạnh mẽ. Thậm chí có những người tín đồ phạm tội bị hội thánh dứt phép thông công đi nữa, thì sau một thời gian họ ăn năn trở lại hiệp với hội thánh của Chúa thì họ vẫn được cứu như thường. Người tín đồ yếu đuối không phải là cỏ lùn, nhưng ở đây Kinh Thánh muốn nói đến cái bản chất, nói đến cái chủng loại. Cỏ lùn là cỏ lùn, mà lúa mì là lúa mì. Cỏ lùn không thể nào biến đổi thành lúa mì được. Con cái của quỷ dữ không thể nào biến đổi trở thành con cái Đức Chúa Trời được. Một cái sự phân định hết sức là rõ ràng. Cỏ lùn ở đây là gì? Cỏ lùn ở đây là tà giáo, tiên tri giả, giáo sư giả, thậm chí là Christ giả đang xen vào hội thánh của Chúa và hiện hữu ở trong hội thánh hữu hình của Ngài và làm phân hóa nước thiên đàng hữu hình ở trên đất. Ngày nay cái từ ngữ tin lành thì được dùng chung cho các hệ phái tin lành chánh giáo, và ngay cả những tà giáo họ cũng dùng cái từ là tin lành. Chúng ta nghe hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, thì họ cũng lấy danh xưng là hội thánh Đức Chúa Trời, khiến cho nhiều người lầm tưởng đây chính là hội thánh của Ngài. Nhiều cái hệ phái lấy tên rất là thuộc linh, như là Chứng Nhân Giê-hô-va, Cơ Đốc Phục Lâm, Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Đức Chúa Giê-xu Christ, vân vân. Và họ lấy những cái nickname ở trên Facebook rất là thuộc linh, rất là thiêng liêng, khiến cho nhiều tín hữu lầm tưởng. Chúa báo trước rằng ma quỷ có thể mạo nhận thiên sứ sáng láng, có thể lừa dối ngay cả những người được chọn, sói đội lốt chiên. Nhưng sói thì vẫn là sói, chiên vẫn là chiên, không thể thay đổi được. Chúa cứ để như thế cho đến mùa gặt, để thanh lọc các cơ đốc nhân thật và các cơ đốc nhân giả, và trong ngày phán xét của Chúa. Cỏ lùn thì không kết hạt, lúa mì kết hạt và cúi đầu xuống, thì lúa mì sẽ được gặt đem vào kho, còn cỏ lùn sẽ chắc đem mà đốt đi. Cơ đốc nhân thật là lúa mì, cơ đốc nhân giả là cỏ lùn. Nhưng chúng ta không đoán xét lẫn nhau và chờ đợi cái sự phán xét của Chúa trong ngày tận thế. Bài học này nói lên tính kiên trì, nhẫn nại, nhịn nhục cùng với sự phân định rõ ràng trong ngày sau rốt của đạo Đức Chúa Trời. Chúng ta là lúa mì hay là cỏ lùn? Chúng ta nói người khác là cỏ lùn, nhưng mà họ cũng nói chúng ta là cỏ lùn. Cứ để yên như vậy cho đến ngày Chúa Cô Thê Giê-xu Christ sẽ phân định rõ ràng lúa mì và cỏ lùn. Bây giờ chúng ta đến ví dụ thứ ba. Ví dụ về hạt cải và men, nói đến sự lớn mạnh giữa thách thức của nước thiên đàng. Câu 31 đến 33. Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cày cối, đến nỗi chim trời tới làm chỗ trên nhành nó được. Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong 3 đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Hột giống của cây cải rất là nhỏ, nhưng có một cái sức sống khi được gieo xuống đất, nó mọc lên thành một cây lớn. Chỉ có một chút men thôi mà làm dậy cả một đấu bột. Cả hai thí dụ này đều nói đến sự lớn mạnh của đạo Đức Chúa Trời là nước thiên đàng ở trên đất. Nếu chúng ta dừng lại ở đây trong sự giải nghĩa này thì không có gì sai, đúng là như thế. Nhưng các nhà giải kinh đã tiến sâu hơn vào trong sự dạy dỗ của lời của Chúa. Khi Chúa nói hạt cải rất nhỏ đã có sự phát triển lên thành một cây lớn, đến nỗi chim trời có thể làm tổ ở trên cây cải đấy. Trong thời Chúa Giê-xu thì điều này chưa có xảy ra.
đạo của Đức Chúa Trời chưa có lớn mạnh như vậy, nhưng mà lịch sử 300 năm đầu tiên của Cơ Đốc giáo thì hội thánh của Chúa đã thật sự phát triển giữa cơn bắc bớ. Chúng ta đã học về lịch sử bắc bớ của 10 hoàng đế La Mã bắc bớ đạo của Chúa, nhưng mà càng bắc bớ đạo Chúa càng phát triển. Và cho đến năm 312 sau Chúa thì hoàng đế La Mã Constantin đã tin nhận Chúa và biến Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo của đế quốc La Mã. Một sự lớn mạnh ở trong những thế kỷ đầu tiên. Nhưng cũng từ đó, chim đã đến làm tổ trên cây cải Tin Lành này. Trong ví dụ về bốn thứ đất ở trong phần thượng văn đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu có nói đến chim trời đến ăn lấy những hột giống đã gieo ra trên đường đi, và Chúa nói rằng chim trời đó chính là quỷ dữ, là Satan. Như vậy, tiếp theo cái mạch văn này thì chim là thế lực của Satan, nó đương hiện diện, nó đương ngự trị ở trong hội thánh hữu hình của Chúa và làm phân hóa hội thánh của Ngài. Các tà giáo đang xen vào hội thánh, tiên tri giả, giáo sư giả, rít giả xuất hiện làm suy yếu và phân hóa hội thánh của Chúa, giống như cỏ lùn đã xen vào ở trong lúa mì. Hội thánh có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đã bị phân hóa. Và chúng ta biết lịch sử hội thánh ở trong thời kỳ Trung Cổ gọi là thời kỳ ám thế của hội thánh. Rất là giàu có, rất là phát triển, nhưng mà tôn vinh con người hơn là tôn vinh Đức Chúa Trời và xa cách lời của Chúa. Nhà giải kinh William MacDonald đã nói rằng, ngày nay, chiếc dù thế giới Cơ Đốc giáo bao trùm cả những hệ thống chối bỏ Đấng Christ như duy nhất thần giáo, có nghĩa là Đức Chúa Trời một ngôi, Cơ Đốc khoa học, có nghĩa là giải thích lời Chúa theo quan điểm của khoa học, một môn, tức là hội các thánh ngày sau, Jehovah chứng nhân, giáo hội thống nhất, tức là hội đồng nhà thờ thế giới, à, vân vân. Đây là sự tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng không lành mạnh mà mọi người phải cảnh giác, giống như cỏ lùn đang xen vào ở trong lúa mì. Hội thánh ngày nay phát triển là điều rất là đáng mừng, nhưng chúng ta hãy cẩn thận về những cái tổ chim. Theo cách một danh ngôn đã nói, chúng ta không thể ngăn trở những con chim bay qua bay lại ở trên đầu của chúng ta, nhưng hãy cẩn thận đừng để cho nó làm tổ ở trên đầu của chúng ta. Cùng một ý nghĩa như trên, một ít men trộn vào ba đấu bột sẽ làm bột dậy cả lên. Người ta dùng men để làm bánh, nếu không có men thì bánh sẽ khô cứng rất khó ăn, mà nếu có men thì bánh sẽ phồng, sẽ xốp, dễ ăn và thơm ngon. Điều này lý giải cho sự phát triển mạnh mẽ của nước thiên đàng, đem lại sự hấp dẫn thỏa lòng cho người đã nếm trải được Tin Lành. Nếu chúng ta dừng lại ở đây, không có gì sai. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thì các nhà giải kinh đã giải thích như thế này. Men ở trong Kinh Thánh thường chỉ về điều ác, về tội lỗi. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men độc, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Khi dân sự của Chúa sắp sửa rời Ai Cập, sau tai vạ thứ 10, Chúa truyền cho dân sự loại men ra khỏi bánh và mang theo bột không có men. Nếu người nào mang men theo thì bị loại khỏi dân sự ở trong Suất đoạn 12, câu thứ 15. Và phải giữ lễ bánh không men trong suốt 7 ngày của lễ vượt qua đó. Chúa cảnh cáo về men của người Pha-ri-si, người Sa-đu-xê và cả men của vua Herod.
Ở trong Matthew đoạn 16 câu 6, câu 12, Mark đoạn 8 câu thứ 15. Như vậy nước thiên đàng sẽ lớn mạnh, nhưng không loại trừ những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khiến cho sự lớn mạnh ấy không lành mạnh, mà chỉ là mạnh ảo mà thôi. Thậm chí về vấn đề tội lỗi có thể xen vào trong hội thánh của Chúa. Ngày nay khi người ta nói đến Cơ Đốc giáo, tức là đạo thờ Đức Chúa Trời, thì trong đó bao gồm Công giáo, Tin lành, Anh quốc giáo và Chính thống giáo. Gọi chung là Cơ Đốc giáo. Và giáo hội Cơ Đốc giáo rất là giàu có, rất là mạnh mẽ, nhưng mà coi chừng cái chất lượng không có là bao nhiêu, và sự mạnh mẽ đó chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. Chúng ta góp phần gì trong sự lớn mạnh của nước trời? Những sự góp phần lành mạnh chân chính đem lại sự lớn mạnh thật sự, hay là những hoạt động có vẻ rầm rộ hình thức mà chỉ là hư ảo mà thôi? Hội thánh của chúng ta có đang trung tín rao giảng Tin lành và sống chân thật như lời Chúa đã dạy không, hay đang chạy theo những trào lưu thần học hiện đại như là thần học thịnh vượng, thần học tự do, những quan điểm cực đoan, những tà giáo đội lốt Cơ Đốc giáo không? Tội lỗi đang xen vào trong hội thánh, và hội thánh có dung chịu những điều đó hay không? Chúa trách các hội thánh ở trong Khải Huyền đó, thì một số hội thánh là dung chịu tội lỗi ở trong hội thánh và không có mạnh mẽ để loại trừ nó ra. Như vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta cảnh giác trước sự dạy dỗ của Chúa. Bây giờ thứ tư là ví dụ về của báu và ngọc châu, nói đến giá trị vượt trội của nước thiên đàng. Câu 44 đến 46. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Của báu và ngọc châu đều có giá trị. Người ta phải mua cả một cái sở đất sở ruộng để có thể sở hữu được của báu ở trong đám ruộng đó. Người ta phải dốc tất cả tài sản mình có để mua cho được một viên ngọc châu. Người mua sở ruộng đó hay là người lái buôn, trong ý nghĩa thứ nhất, đó là Chúa Giê-xu. Của báu là sự cứu rỗi, là Tin lành cứu rỗi quý giá mà Chúa Giê-xu đã mua, không phải bằng tiền bạc, mà mua bằng chính huyết mình, bằng chính sự sống của Ngài, để ban tặng của báu đó cho chúng ta. Chúng ta không mua sự cứu rỗi bằng tiền bạc, vì tiền bạc đời này không thể nào mua được sự cứu rỗi. Nhưng Chúa đã mua bằng chính sự sống của Ngài và ban tặng cho chúng ta sự cứu rỗi ấy. Vấn đề là con người có nhận biết giá trị của ngọc châu, giá trị của báu là Tin lành cứu rỗi mà Chúa dành cho mình hay không. Tuy nhiên, cũng có một ý nghĩa khác nữa. Người muốn được sự cứu rỗi Chúa ban cho mình phải bỏ tất cả của cải mình có để có thể cầm giữ được nó. Đó là sự trả giá để theo Chúa. Chúng ta trả giá để cầm giữ sự cứu rỗi mà Chúa đã ban tặng cho mình qua sự sống của Ngài, đã chuộc mua rồi và Ngài ban điều đó cho chúng ta. Nhưng mà để giữ lấy sự cứu rỗi đó, trung tín cho đến cùng, người theo Chúa cũng phải trả giá. Nhưng mà có những người không có làm được, như là người trai trẻ giàu có. Người trai trẻ nói với Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, tôi làm chi để được sự sống đời đời? Tôi đã giữ hết tất cả những điều của luật pháp rồi. Thì Chúa nói rằng: hãy bán hết của cải ngươi, phân phát cho những kẻ nghèo khó, hãy đến mà theo ta. Thì người này lắc đầu bỏ đi. Người này không thể từ bỏ của cải của mình để theo Chúa được. Và dầu rằng người ấy đã được Chúa ban cho của báu là sự cứu rỗi đi nữa, thì người ấy vẫn không cầm giữ được vì cớ thần tượng của cải tiền bạc của mình.
Nhưng Sa-chê là người đã gặp Chúa và trả giá để theo Chúa. Ông nói rằng tôi bán hết gia tài của tôi để chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai tôi đền gấp tư. Trước đây thì ông cầm giữ của cải, nhưng nay thì ông sẵn sàng buông bỏ để có thể sở hữu được Đấng Christ. Chúa nói sao? Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 2-19. Thứ năm vừa rồi tôi với anh Phúc đi thăm viếng một gia đình con cái của Chúa. Thì anh này chia sẻ rằng con phải trả giá rất nhiều cho đức tin của mình. Trước khi con tin nhận Chúa thì của từ đường, con là cháu đích tôn trong gia đình của từ đường dành cho con là 300 mét đất trồng cây và 300 mét đất thổ cư ở ngay thành phố Phan Thiết. Nhưng khi con tin nhận Chúa thì cái phần đó không chia cho con nữa. Và con phải bỏ tiền ra để mua lấy một miếng đất mà do cha con được chia và sang nhượng lại cho con. Rồi, đám giỗ quẩy, gia đình con không tham dự, bị áp lực rất nhiều, bị khó khăn rất nhiều, nhưng mà con vẫn cứ giữ đức tin, trung tín với Chúa. Và khi con xây lên căn nhà thì gia đình bà con anh em nói rằng chỉ một năm thôi là nó sẽ đưa bàn thờ lên. Nhưng mà không, gia đình chúng con trung tín với Chúa và sẵn sàng trả giá. Bây giờ bà con anh em trong gia đình đã hiểu, đã cảm thông và bắt đầu bớt đi cái sự bắt bớ con trong vấn đề niềm tin. Một người phải trả giá để có thể sở hữu được sự cứu rỗi mà Chúa đã mua chuộc bằng chính giá quyết của mình. Phao-lô nói sao? Tôi coi mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa là quý hơn hết. Tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó hầu cho được Đấng Christ. Nhiều người ngày nay cũng tin Chúa đó một thời gian thôi, rồi thối lui vì cớ không thể từ bỏ được những quyền lợi của trần gian này. Họ như là hạt giống nơi bụi gai, nơi đất đá sỏi mà thôi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể bỏ mọi sự mà theo Chúa. Nếu ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn biết rằng sự nhận biết Chúa mới là quý hơn hết. Làm thế nào để có thể sở hữu được của báu và ngọc châu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thứ năm, ví dụ về lưới cá, sự chọn lọc công chính của nước thiên đàng. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển bắt đủ thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra. Ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Nước thiên đàng giống như một mẻ lưới quăng xuống biển và ngư dân kéo cái mẻ lưới ấy lên rồi chọn lọc ra. Những loại cá tốt, có giá trị thì thu lấy. Những cái loại cá xấu và những cái rác rến vô giá trị thì quăng bỏ lại xuống biển. Biển là thế gian. Thả lưới xuống biển là rao giảng tin lành cứu người. Kéo lưới lên là ngày Chúa đến. Cá là giống, tức là cá tốt là giống tốt. Còn cá xấu là những loài cá không ăn được, thậm chí có chất độc giết người. Rác rến là giống xấu, đều có ở trong lưới tin lành, nhưng bị phân loại ra và bị quăng trở lại biển của thế gian. Tin lành được rao giảng cho mọi hạng người, nhưng Chúa sẽ chọn lấy người thuộc về Ngài. Quá trình xét tuyển công dân nước thiên đàng ở trong hiện tại và tương lai, mà hiện nay đạo của Đức Chúa Trời đang rao giảng là một sự chọn lọc, một sự lượng giá. Không phải Chúa chọn người tốt, bỏ người xấu,
mà Chúa chọn người ăn năn tiếp nhận Chúa, bỏ ra những kẻ khước từ. Ngài chọn lấy những đời sống tái sanh đổi mới thánh khiết và bỏ lại những đời sống cũ ô uế bất khiết vô tín. Đây là sự chọn lọc công chính của nước thiên đàng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 11 13 đó, chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Một cái sự chọn lọc của nước thiên đàng. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, một người bị để lại. Có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi, một người bị để lại. Hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Ma-thi-ơ 24 câu 40-42. Chúa không chọn người tốt, bỏ người xấu, nhưng mà Chúa chọn người thuộc về Ngài và bỏ ra những người không thuộc về Chúa. Chúa chọn những người tin thờ Chúa, đời sống đổi mới, và bỏ ra những người không tin thờ Chúa, đời sống không đổi mới. Như vậy chúng ta đã hiểu phần nào về các ví dụ nước thiên đàng trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Mỗi ví dụ đều có một chân lý thuộc linh. Người nào nghe ví dụ ẩn dụ không quan tâm thì chỉ biết chừng đó mà thôi. Nhưng người quan tâm sẽ biết nhiều hơn và sẽ nhận được phước hạnh từ những ví dụ mà Chúa Giê-xu đã rao giảng. Bây giờ tôi suy nghĩ rằng tấm lòng của tôi là loại đất nào trong bốn loại đất? Tôi là lúa mì hay là cỏ lùng? Tôi có góp phần làm cho nước thiên đàng được phát triển một cách chân thật và lành mạnh không? Tôi có nhận biết giá trị vượt trội của nước thiên đàng để có thể bằng lòng từ bỏ mọi sự để tiếp nhận được món quà cứu rỗi mà Chúa ban cho mình không? Tôi có phải là cá tốt để được Chúa chọn lấy, hay chỉ là cá xấu rác rến của thế gian bị Chúa loại bỏ? Bây giờ Chúa kết luận câu 51-52: các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng: có hiểu. Ngài bèn phán rằng: vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ trong kho của mình ra. Chúa hỏi các môn đồ hiểu không? Họ trả lời có hiểu, cũng không có được mạnh mẽ lắm. Thì Chúa nói rằng giống như các thầy thông giáo là những người học đạo nước thiên đàng mà học thông hiểu, thì giống như là đem ra từ trong kho của mình những vật cũ và mới. Ở đây Chúa nói cái gì? Đạo của Đức Chúa Trời từ cựu ước qua tân ước. Những gì cựu ước nói là chuẩn bị cho tân ước. Và người học thông đạo nước Đức Chúa Trời là những người rao giảng lời của Chúa từ thời cựu ước đến thời tân ước, giống như đem những vật cũ và mới trong kho của Đức Chúa Trời ra để đem nước thiên đàng đến với tất cả mọi người. Nguyện lời của Chúa sáng hôm nay dạy dỗ tôi và quý con cái của Chúa để mỗi người ăn năn với Chúa, sống một đời sống xứng đáng là công dân nước thiên đàng, và mỗi người phải cao rao nước thiên đàng cho những người khác, vì nước thiên đàng đã đến gần.